Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup giữa nút kết hợp với Monship nha các bạn. Thì chương trình iGroup này nó thời gian diễn ra là từ ngày 27 tháng 5 và nó sẽ phân phối vào ngày 3 tháng 6. Và tổng giải thưởng là 1 tỷ một thiên nút gì nè. Yêu cầu thời gian từ thứ tư đến ngày 3 tháng 6 các bạn. Thì tất cả phần thưởng sẽ được phân phối thì quy tắc nè các bạn. Yêu cầu miễn phí là mình nhận được 10.000 top cần là MXP nè, chạy trên mạng Huobi của Chen các bạn. Để nhận được airdrop này thì bạn cần có hai điều kiện, là một là mời ít nhất là hai người bạn. Yêu cầu thứ hai là các bạn giữ một nút trong ví. Thì top cần nút này các bạn có thể mua ở trên, các bạn mua con HT trên sàn Huobi này các bạn. Sau thì minh rút ở trên sàn Huobi thì có minh số lượng là có hai, một top cần khoảng 14 đô nghe các bạn, hai top cần 28 đô. Rồi sau đó các bạn tích hợp MetaMask vào các bạn, thì lên sàn nút. Sau khi các bạn có token nút xong thì các bạn rút về ví MetaMask của các bạn nha bạn. Thì các bạn vào đây các bạn quán đổi thôi các bạn. Sau khi các bạn có token nút xong thì các bạn vào sàn nút money này các bạn connect ví nha bạn. Thì các bạn mua nè các bạn. Các bạn có con HT thì các bạn sẽ swap qua token nút nha bạn. Ví dụ như một Huobi thì các bạn chọn con HT nha bạn. Này từ sàn của nó luôn các bạn. Top cần này khá là rẻ luôn các bạn, 0.01. Top cần này khoảng 0.08 đô cho một top cần các bạn. Rồi sau khi các bạn có một nút trong từ trong ví MetaMask các bạn, rồi các bạn click cái phần link mô tả thứ ba, các bạn mở con bot Telegram, các bạn bấm start để chat bot nào bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn 58509 10 99 85 99 sai 69 trừ 31 bằng 38. Rồi các bạn bấm vào son vào kênh này drop nữa nè, connect wallet thì các bạn bấm check nha bạn. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ với nút của tất cả bạn, điện địa chỉ với bạn Hiko các bạn. Thì các bạn mở với chocolate mình ra nè các bạn, MetaMask mình ra chứ. Các bạn nhớ tích hợp mạng Huobi của Chen vào nha các bạn. Đến sao chép nè. Nhận. Rồi bạn sao chép rồi bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn gửi về đây nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram group của Monship nè, các bạn join sao nè, các bạn đắp lên nè. Tiếp tục các bạn join sao kênh seller của Monship nè, rồi bạn join sao cái này khá là ngon nha các bạn. Tiếp tục các bạn join kênh group nữa nè, ba kênh các bạn đắp lên nè, 1 2 3. Tiếp tục join vào kênh nữa nè, 4 kênh các bạn đắp lên nè. Tiếp tục con follow và tạo Twitter và report nữa mà, để mình gom lấy 50 bạn của mình các bạn. Trên tài Twitter đó các bạn follow nè và retweet nè. Rồi các bạn theo dõi nha bạn, các bạn like nè. Rồi các bạn chỉ dẫn bài viết ra game nè, các bạn dán vào đây nha các bạn, các bạn tài tweet lên nè. Rồi tiếp tục các bạn mở Telegram mình lại nè, các bạn follow và tài tweet nó nè, các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn bài viết ra game nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn bấm vào nút submit tên. Rồi dòng đầu tiên các bạn được địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Đây là chatbot nè. Thank you you submit. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow nè. Rồi hỏi các bạn có hai có follow nút không và tao quýt bạn bấm Z nha bạn. Tiếp tục bấm Z luôn nè. Tiếp tục bấm Z luôn nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn việc lên Z mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm như tôi cần thôi bạn. Thì quýt dạo này mình sẽ cập nhật sau cho tất cả các bạn nha bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.